Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài luyện tập chung. Và trong phần luyện tập chung này, chúng ta sẽ cùng nhau đến bài tập số 6. Trên đây chính là bài tập số 6 với nội dung như sau. Nêu các phép nhân, phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ. Ở đây nêu ra cho các bạn tổng là 2 bức tranh. Trong hai bức tranh này, vậy chúng ta sẽ phải quan sát lần lượt từng bức tranh và phân tích để xem viết được thành nêu thành phép nhân và phép chia tương ứng. Chúng ta quan sát vào phần A, bức tranh thứ nhất. Chúng ta nhìn thấy này. Ở đây thì các bạn thấy rằng có một chùa ngôi nhà chứa gà. Thì ở đây sẽ có là gì? Nếu mà lấy phép nhân, các bạn nhìn thấy này, có 2 tầng. Tầng thứ nhất có 1, 2, 3, 4, 5 con gà. Vậy thì có 2, được chia làm 2 tầng. Vậy 5 con gà được chia bao nhiêu? 5 con gà lại có 2 tầng. Vậy chúng ta sẽ lấy tổng là hỏi sẽ tổng là bao nhiêu con gà. Chúng ta lấy 5 nhân với 2. Đó, phép nhân đầu tiên chúng ta tìm được sẽ là 5 x 2 và bằng 10 con gà. Đúng chưa nào? Đây là phép nhân. Vậy còn phép chia thì sao? Tổng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con gà. 10 con gà này được chia làm 2 tầng. Vậy chúng ta có phép chia là gì? 10 chia 2 thì sẽ bằng 5. Mỗi tầng sẽ có 5 con gà. Hoặc ta sẽ lấy 10 chia cho 5 thì chúng ta sẽ tính rằng tổng 10 con gà thì sẽ chia đều được thành 2 tầng. Đúng chưa nào? Tiếp theo, chúng ta quan sát phần B. Ở phần B này là chuồng thỏ ạ. Và các bạn nhìn thấy rằng có 1, 2, 3, 4 chú thỏ xám, chú thỏ nâu. Và 1, 2, 3 cũng 4 chú thỏ màu vàng. Các bạn nhìn nhé. Mình sẽ nói là màu vàng cho các bạn dễ quan sát. Thì tổng thỏ sẽ bằng 4 x 2 sẽ bằng 8 con thỏ ạ. Đó là phép nhân. Và số thỏ tổng là 8 này sẽ phải chia đều vào hai cái tầng nhà. Chúng ta sẽ lấy 8 chia cho số lượng 2 tầng sẽ bằng 4 con. 8 chia 2 bằng 4 con. Hoặc chúng ta sẽ lấy là gì? 8 chia cho 4 sẽ bằng 2. Vậy là số thỏ sẽ chia được thành 2 tầng. 8 chia 4 bằng 2. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 6. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.